Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên. Trong chương trình hôm nay sẽ gồm có một số nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Than Uyên. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Pha Mu năm 2019. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện điểm sáng trong việc học tập và làm theo Bác. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 10, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã đến thăm làm việc tại huyện Than Uyên. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nghị quyết Đại hội Đảng bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Hữu An, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban của huyện. Trước khi tiến hành buổi làm việc, đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi cơ sở kiểm tra vùng chè xã Tà Gừa, đến động viên tặng quà nhân dân chăm sóc chè bản Nong Ỏ xã Tà Gừa, kiểm tra tình hình trồng mắc ca của công ty Him Lam Lai Châu xã Mường Cang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 của huyện tiếp tục phát triển, có 28 trên 30 chỉ tiêu chủ yếu thuộc 10 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 30.600 tấn, sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp đạt trên 721 tỷ đồng, doanh thu thương mại dịch vụ đạt 466,1 tỷ đồng, bình quân các xã trong toàn huyện đạt trên 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách đạt hơn 31 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,6%, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Dự ước kết thúc nhiệm kỳ có 25 trên 28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị, kế hoạch số 210 KHTU của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội, xây dựng chủ đề đại hội, mục tiêu tổng quát, hai chương trình trọng điểm, 12 mục tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Đảng bộ huyện nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến bổ sung của đoàn công tác, tập trung chỉ đạo thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua và dự báo tình hình thời gian tới để có hướng đi sát thực tế, quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 8 tháng 10, huyện Than Uyên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Pha Mu năm 2019. Dự buổi diễn tập có đồng chí Hoàng Văn Hiêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, thành viên ban chỉ đạo diễn tập, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, đại biểu các cơ quan, ban, ngành của huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Pha Mu, Ủy ban Nhân dân, xã đội trưởng các xã, thị trấn. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào trạng thái quốc phòng an ninh, với nội dung lực lượng vũ trang xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên sang lên cao. Giai đoạn 2, chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, với việc tổ chức hội nghị, Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị của trưởng công an xã. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ tại điểm cao 500 bản Pá Khôm, với tình huống giả định là trung đội dân quân cơ động xã phục kích đánh địch đường sông. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc diễn tập đã đảm bảo an toàn về người, trang thiết bị kỹ thuật đạt yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo đánh giá xếp loại giỏi. Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Hoàng Văn Hiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo mong rằng cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tiếp tục nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, vừa qua Ủy ban Nhân dân xã Mường Mít đã tổ chức công bố quyết định sáp nhập các thôn bản. Theo đó, sáp nhập các bản Xanh, bản Si, bản Khoang và lấy tên mới là bản Khoang. Chia tách sáp nhập các bản Kẽm Quang, bản Mường, bản Ít thành hai bản Mường và bản Ít. Như vậy, sau sáp nhập, xã Mường Mít từ 9 bản giảm xuống còn 6 bản với gần 500 hộ trên 2.600 nhân khẩu.
Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các thôn bản mới sớm kiện toàn, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2019 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề 1 phút tiết kiệm triệu niềm vui, sáng ngày 4 tháng 10 năm 2019, công ty Heineken Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lễ khởi công công trình nước sạch cộng đồng tại xã Khoan On. Xã Khoan On là địa bàn tập trung nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Hiện nay, nhân dân tại các bản đang sử dụng nước từ các khe núi, sông hoặc suối chưa qua xử lý. Tuy nhiên, nguồn nước này cũng trở nên thiếu hụt, không đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân, đặc biệt là vào mùa khô. Công trình có tổng giá trị 300 triệu đồng, sẽ cung cấp 5 giếng khoan cho nhân dân tại các bản thuộc xã Khoan On. Đây là công trình nước thứ 24, Heineken Việt Nam tài trợ trên cả nước và tại Lai Châu lần này. Qua đó nhằm hỗ trợ cộng đồng tiếp cận, sử dụng nguồn nước an toàn và ổn định. Thưa quý vị, vụ mùa năm nay, huyện Thân Uyên thực hiện gieo cấy trên 2.700 ha lúa, đạt 101% kế hoạch đề ra. Cơ cấu giống chủ yếu là sánh cù, J02, PC6, bắc thơm số 7 kháng bạc lá. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn đã hoàn thành thu hoạch được 60% diện tích, năng suất trung bình đạt 48 tạ 1 ha, sản lượng gần 13.000 tấn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, đồng thời tuyên truyền nhân dân dự trữ rơm rạ, làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn được huyện Than Uyên chú trọng thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, năm học 2018-2019, huyện có một trường học được công nhận nâng mức độ đạt chuẩn và 6 trường được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 23 trường, chiếm tỷ lệ gần 60% số trường học trong huyện. Trong đó, mầm non 10 trường, tiểu học 7 trường, trung học cơ sở 4 trường, trung học phổ thông 2 trường. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Than Uyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng này vẫn còn diễn ra ở một số ít các thôn bản vùng cao và đang để lại những hệ lụy đau lòng. Phúc Than là một trong những xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc Mông lớn nhất trong huyện. Ở bản Sam Sầu, nhân dân trong bản đều biết và thương xót khi nói về tương lai của những đứa con của vợ chồng anh Mùa A Rồng sinh năm 1977 và chị Hờ Thị Dở sinh năm 1980. Là con bác, con cậu, nhưng vì nhận thức hạn chế, họ đến với nhau tự nhiên như thể nhành cây, ngọn cỏ trong rừng. Hai anh chị không hình dung được kết quả tình yêu lại chỉ là những nỗi đau vô tận. Có với nhau 5 đứa con thì có 3 đứa con mắc bệnh bạch tạng và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Một đứa thì mắt ngày càng mờ, không nhìn được xa, đặc biệt là lúc giữa trưa, chiều tà và ban đêm, không thể tự mình lo cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Cả nhà 8 người trông vào mấy nghìn mét vuông ruộng. Hai vợ chồng dù vất vả lao động nhưng cuộc sống cũng chỉ dừng lại ở mức đủ ăn. Vợ chồng tôi thì là con bác con cậu, là lấy với nhau và để được con sinh con ra như thế là không biết như thế nào, nó có bệnh tật như thế nào được không biết. Đúng là 12 giờ nó nóng quá, nó không thấy mà một tí nữa, đi cái nào cái kia nó cứ như thế đi thôi. Là vì trong nhà nó không là được, vì trong nhà nó cứ ngủ. Dù được giải thích rằng hai người có quan hệ anh em ruột thịt, không được lấy nhau. Nhưng anh Mùa An Ninh và chị Giàng Thị Nu ở bản Tu San xã Tà Mung đều quả quyết rằng họ Mùa và họ Giàng khác nhau nên họ vẫn lấy nhau. Là con bác, con dì nên ba đứa con của họ cũng trong tình trạng khuyết tật và kém phát triển. Nhìn đứa con gái oặt ẹo trên lưng mẹ, còi cọc kém phát triển. Vậy mà Giàng Thị Nu không biết nguyên nhân vì sao. Do tập quán lạc hậu, thiếu hiểu biết về khoa học, suy nghĩ rất đơn giản, cứ yêu là lấy. Tính riêng từ năm 2016 đến năm 2018, mỗi năm cũng có một trường hợp hôn nhân cận huyết xảy ra. Đa số trẻ em được sinh ra đều mắc dị tật bẩm sinh như đau, bạch tạng, thiểu năng trí tuệ, hở hàm ếch. Thậm chí xuất hiện những đứa trẻ có 6 ngón tay hay 6 ngón chân.
Nhìn các em mang trên mình các dị tật, khả năng nhận thức chậm chạp, sức khỏe yếu ớt. Ai dám chắc trong tương lai các em không trở thành gánh nặng của gia đình và hệ lụy trong xã hội. Chúng tôi cũng tăng cường cái công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, trong đó là tuyên truyền về cái độ tuổi kết hôn, rồi là cấm những trường hợp cấm kết hôn, đặc biệt là tuyên truyền tới những người có uy tín trong cộng đồng, để chính những người có uy tín đó tuyên truyền tới thôn bản cũng như là trong gia đình, rồi thuyết phục những cái trường hợp mà đã kết hôn cận huyết thống để cùng tham gia làm tuyên truyền viên. Hôn nhân cận huyết là hủ tục, là rào cản làm suy tàn nòi giống, kìm hãm sự phát triển của xã hội. Do đó, để đẩy lùi và loại bỏ được tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, rất cần sự đồng thuận trách nhiệm của mỗi người dân. Từ đó, để không còn những nỗi đau cận huyết, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, cần phải thương yêu bệnh nhân như anh em ruột thịt, cần phải tận tâm tận lực phụng sự nhân dân, lương y như từ mẫu. Những năm qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện đã có nhiều việc làm thiết thực, không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và là một trong những điểm sáng về học tập và làm theo Bác. Có mặt tại khoa khám bệnh của Trung tâm Y tế, chúng tôi nhận thấy không khí làm việc khẩn trương, tích cực của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị rất đông. Trong bối cảnh đội ngũ y bác sĩ của trung tâm còn thiếu, cơ sở vật chất vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của trung tâm, hầu hết các bệnh nhân đều cảm thấy hài lòng bởi tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Y bác sĩ, thầy thuốc ấy, thì nói chung là tôi thấy là rất là tận tình. Đấy, khi mà bệnh nhân đến thì nói chung là các y bác sĩ là cũng rất là niềm nở. Đấy, chào đón, hỏi thăm cái thân khác về đấy, tôi thấy là cái bệnh viện thời gian này nói chung là rất đổi mới đấy, so với trước đây. Với khẩu hiệu chữa bệnh bằng trái tim, chăm sóc bằng tấm lòng, vào buổi sáng trung tâm dồn phần lớn nhân lực, đội ngũ y bác sĩ ở các bộ phận để ưu tiên cho khoa khám bệnh nhằm giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, giúp bệnh nhân có thể được khám bệnh nhanh nhất. Mình cũng hài lòng, vui lòng với các nhân viên bác sĩ, y bác sĩ ở đây. Chúng tôi rất yên tâm và tận tình chăm sóc, cách chăm sóc cũng rất chu đáo ạ. Khi người bệnh đến khám thì ở tại khoa khám bệnh đã áp dụng công nghệ thông tin và không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, giúp cho người bệnh, giúp cho trong quá trình chẩn đoán, điều trị, người bệnh được tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện có 5 chi bộ trực thuộc, gồm có 87 đảng viên. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, từng nội dung đã được cụ thể hóa, đảm bảo sát với chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, với nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên được áp dụng vào nhiệm vụ chuyên môn và phong cách sống hàng ngày của từng cá nhân. Qua đó, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ Trung tâm Y tế huyện Tha Nguyên, các trạm y tế xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả trong 3 năm có 3 tập thể, 32 cá nhân được khen thưởng, 43 cá nhân được biểu dương. Chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt các cái phản ánh của nhân dân để có những cái sự uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những cái sai phạm, những cái chưa tốt về đạo đức, về giao tiếp, ứng xử của người cán bộ y tế. Và cũng qua những cái kênh này để chúng tôi phát hiện những cái gương điển hình tiên tiến để nhân rộng. Có thể khẳng định,
Những hoạt động thiết thực của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đáng kể xây dựng hình ảnh người thầy thuốc theo đúng nghĩa như lời Bác dạy, lương y như từ mẫu. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo số 436 ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên về việc tổ chức đấu giá thuê địa điểm trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu năm 2020. Căn cứ luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012. Căn cứ luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016. Căn cứ luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015. Căn cứ nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản. Căn cứ nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí, lệ phí. Căn cứ thông tư số 23/2016/TIT-BTC ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ quyết định số 6.197/QĐ-BIT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê khoán bên ngoài tại bệnh viện. Căn cứ quyết định số 1985 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Lai Châu về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và công chức viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm Y tế huyện Than Uyên thông báo về việc tổ chức đấu giá công khai thuê địa điểm trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu năm 2020. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật, có đủ năng lực và nhu cầu đấu giá, đề nghị liên hệ với Hội đồng đấu giá của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên để đăng ký thủ tục tham dự đấu giá. 1. Nội dung đấu giá. Tổ chức đấu giá công khai cho thuê địa điểm trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu năm 2020. Giá khởi điểm 10 triệu đồng một tháng nhân 12 tháng bằng 120 triệu đồng. Tính từ thời điểm ký kết hợp đồng. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá được mua một bộ hồ sơ đấu giá với một khoản lệ phí không hoàn lại là 500.000 đồng một bộ. 2. Thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến trước 17 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2019. Trong giờ hành chính. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Địa chỉ: số 41, phố Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 3. Thời gian địa điểm công bố kết quả trúng đấu giá: 9 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Hội đồng đấu giá của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: số 41, phố Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại liên hệ: 02133-784-463, fax 02133-784-288. Thay mặt Hội đồng đấu giá, Chủ tịch Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, Vũ Văn Quang đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.